Chào cả nhà, hôm nay Sáp Thảo Dược Thanh Phát giới thiệu với cả nhà biết đến một sản phẩm có tên là bột chuối xanh, được làm hoàn toàn từ 100% chuối xanh. Nó có những cái công dụng như là hỗ trợ cho những người ăn kiêng, người muốn giảm cân nè, và nó cung cấp chất xơ, chứa tinh bột, kháng về pectin và làm tăng cảm giác no nâu, làm chậm quá trình làm rỗng ruột. Vì thế người dùng cảm thấy ít thèm ăn và ít ăn hơn, giảm cân hiệu quả. Thứ hai là nó hỗ trợ cho bệnh nhân bị tiểu đường, giúp kiểm soát được lượng đường trong máu. Ngoài ra thì nó còn tốt cho tim mạch, giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm áp lực cho tim, chăm sóc tim mạch tốt hơn. Chuối xanh còn cải thiện sức khỏe về đường ruột. Nó giúp mình sản sinh ra vi khuẩn có lợi cho ruột già, nhuận tràn, ngăn ngừa ung thư ruột. Hiện tại thì bột chuối xanh được xem như là một siêu thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Các bạn có thể dùng để uống, để ngừa bệnh rất là tốt ha. Tốt cho tim mạch này, giúp hỗ trợ cho những người ăn kiêng và tốt cho đường ruột nữa. Thì mình có thể uống, sử dụng hàng ngày vào buổi sáng nha cả nhà nhé. Bột chuối xanh thì làm hoàn toàn tự nhiên 100% từ chuối xanh, được gọt vỏ, sau đó được xử lý sạch này để hết nhựa, mủ và cắt lát và sấy bằng máy sấy lạnh nhé. Máy sấy lạnh được sử dụng ở mức độ vừa phải để giữ nguyên được dưỡng chất và hàm lượng chất dinh dưỡng trong quả chuối. Chuối sau khi được sấy lạnh khô thì sẽ mang đi nghiền thành dạng bột và mình đóng vào mỗi một hộp như thế này, một hộp là 500g nha cả nhà nhé. Cách sử dụng thì một ngày mình dùng 2 thìa rưỡi bột pha với 250ml nước ấm, khuấy uống trực tiếp luôn, hoặc các bạn có thể dùng cái bột này để chế biến thành các món ăn thay thế bột mì nhé. Làm bánh nữa cũng rất là ngon và nhiều chất dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể ha, và chống thèm ăn nhé, rất là tốt cả nhà. Hiện tại thì shop mình đang cung cấp bột chuối xanh được đóng gói y như hình, có ngày sản xuất, số nô và hạn sử dụng, nên cả nhà có thể yên tâm để sử dụng bột chuối xanh này nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.